hồi sớm vậy chứ tôi không có thời gian ra tới đây luôn á. Ôi trời ơi, cái hơi thích ham vậy. Ủa trái nhiều vậy hả? Ngồi quá trời luôn. Còn ở trên cái trái dài dài đỏ đỏ gì ngồi. Ngộ ha, trái đỏ nè. Cái đổi cái gì đó. Cái gì ha? Cái quả, quả nó bự vậy. Ừ. Trời nó rụng lúm chân kìa. Ủa trái nhiều ghê luôn rồi ha. Tụi mày thấy ổi đang ăn bỏ chạy. Ôi mấy cái trái đỏ đỏ này lạ ghê luôn á. Cái gì bình bình bắt dây hay gì mới hỏi bảy nãy quên rồi ta. Đúng rồi đó. Ủa thì ông bè thường phải không? Bẻ thường cứ mấy đứa rồi. Vậy hả? Lần đầu tiên chứ biết luôn á. Hậu cái trái này nó cũng ngay. Ô dùng cái trái này lại. Biến là biến quá, không lấy lỗ được người trơn. Nè nè, nè 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 nè, em bỏ vô đây nè. Đưa gõ, đưa cái bọc. Đây đây đây, bác Tư đừng. Con cầm dấu không tới rồi chú ba ở trên đó. Con dấu chú ra ba đưa con bỏ vô không được. Con không tham. Ở cây đằng kia thì hầu như đốn mà còn cái cây gốc này ha. Ủa giờ chua chua thì ăn được. Chua chua dễ ăn rồi ấy rồi nó hư, nếu mà chín thì nó hư ha. Chỗ này, chỗ góc đó cái con trái này, chỗ cái tay mình xuống nó cho cái trắng trắng, nó chín rồi. Cho pin chụp là không không có ổi đi ăn luôn. Chụp là mình chụp là má Tư khỏi có ổi ăn luôn. Nhiều trái ghê, tái có nằm cái cây nó nằm cạnh ở đây nè, nó có phân có nước nè ha. Thấy ham không? Quá thấy ham luôn. Cười ơi, cười đi, cứ ba đi chọt chọt nè. Ai cười biết đâu. Người ta tự cười người ta mà. Nhắn lòng nó cũng bò trên đó quá trời luôn ha. Hết rồi. Cái lúa này làm như bị cái gì á. Từ kiếm thôi, có bụi chuối nào không?
là cái dây gì, dây bầu hay dây bí gì nè. Bầu ngỏi ơi, có trái luôn mà. Trời ơi, con gì ăn rồi. Ủa nhiều trái rồi ngỏi. Ôi chắc là không được tới mình ăn đâu. Có nhiều trái luôn. Nhà nó có trái, nó có hướng ngoài này thôi mà chứ nghĩ là chắc mình không ăn được nó với mấy bà tí này đâu. Còn cái thứ này nhiều cây con vậy mà nó không có, nó không có buồn hả, có buồn mà không lớn nhiều ghê luôn. Cái này là chặt trước cây ăn. Có một chút là tao ngước tay.